Xin chào các bạn, trên bàn mình đang là hai đôi dép chạy bộ có thể nói là phổ biến nhất thời điểm hiện tại. Với đôi màu cam thì mình đang có là của Isangdan tới từ Đài Loan, và đôi màu trắng là của Goja, một thương hiệu của Việt Nam. Và sau đây sẽ là những đánh giá cũng như là so sánh của mình về hai đôi dép chạy bộ này sau khoảng một tháng trải nghiệm nhé. Và trước khi đi vào so sánh hai đôi dép này thì mình sẽ nói qua một chút về lợi ích mà dép chạy bộ mang lại, bởi vì đây vẫn là một món phụ kiện vẫn còn hơi xa lạ với nhiều người, đặc biệt là những ai chưa chạy bộ bao giờ hoặc là với những người mới tham gia vào bộ môn này. Và lợi ích đầu tiên có thể kể đến đó chính là dép chạy bộ sẽ mang lại cho chúng ta một cảm giác thông thoáng hơn rất nhiều cho đôi bàn chân, không bị bí và nóng như là khi sử dụng với giày chạy bộ. Thứ hai đó là dép chạy bộ sẽ có thể giúp tăng sự dẻo dai và bền bỉ cho đôi bàn chân của chúng ta, bởi vì việc chúng ta phụ thuộc quá nhiều vào những đôi giày chạy bộ có phần đế rất dày, độ bật nải tốt thì đôi khi cũng không phải là một điều tốt. Thay vào đó, chúng ta có thể sử dụng kết hợp giữa dép chạy bộ dành cho các bài chạy nhẹ nhàng hoặc là phục hồi sau khi đi giải chạy. Còn với giày chạy bộ thì chúng ta có thể sử dụng trong các bài chạy dài hoặc là tham gia giải chạy. Và thậm chí mình biết có một số người còn đem dép chạy bộ này đi tham gia vào các cự ly Ultra Trail Marathon lên tới là 100 km nữa cơ. Thứ ba đó là dép chạy bộ thì có thể dễ dàng vừa vặn với mọi loại bàn chân. Cho dù là các bạn có dạng bàn chân bè ngang hay là có phần mu bàn chân hơi cao một chút thì vẫn rất dễ dàng vừa vặn với các đôi dép chạy bộ này, không giống như khi chúng ta lựa chọn size giày. Hay nếu như bạn nào có tình trạng là bị bàn chân bè chẳng hạn và chúng ta sử dụng giày chạy bộ, đặc biệt là các loại giày chạy bộ của Nike thì thường sẽ hay bị đau lòng bàn chân. Còn với dép chạy bộ, do thiết kế phần đế của dép hơi phẳng một chút cho nên chúng ta sẽ không gặp hiện tượng này. Ngoài ra thì khi sử dụng dép chạy bộ, chúng ta cũng sẽ không lo bị đen móng chân. Mình biết một số người gặp tình trạng này khi chạy dài với những đôi giày chạy bộ, do các đầu ngón chân của chúng ta cọ ma sát nhiều với phần mũi giày, và bản thân mình cũng gặp hiện tượng này với phần ngón út. Còn khi mình sử dụng dép chạy bộ thì sẽ hoàn toàn không gặp hiện tượng này, do các đầu ngón chân của chúng ta hoàn toàn thoải mái và tự do vận động, không bị va chạm hay là cọ sát với bất kỳ một phần thành dép nào. Thứ tư đó là dép chạy bộ thì rất thích hợp sử dụng trong trời mưa. Thử tưởng tượng rằng chúng ta đang chạy bộ mà gặp phải một cơn mưa lớn và nước đọng ở trong giày không thể thoát ra được. Đây là một cảm giác không hề dễ chịu một chút nào. Nó sẽ làm tăng thêm trọng lượng đáng kể cho đôi giày của chúng ta, làm cho các bước chân chạy của chúng ta một cách nặng nề. Hơn thế nữa thì việc đọng nước ở trong giày còn khiến chúng ta dễ bị phồng rộp da chân. Còn đối với dép chạy bộ, do thiết kế dạng sỏ ngón cho nên nó có độ thông thoáng rất cao, khả năng thoát nước tốt và gần như thì không bị đọng nước ở trong dép. Và cuối cùng đó là dép chạy bộ thì có trọng lượng rất nhẹ, chỉ trung bình khoảng 250g cho một đôi dép, tức là chỉ bằng một phân nửa so với một đôi giày chuyên chạy bộ mà thôi. Và với việc có trọng lượng rất nhẹ như này thì sẽ khiến chúng ta chạy bộ có một cảm giác rất là nhẹ nhàng và không bị nặng chân. Ok, bây giờ thì chúng ta hãy cùng đi vào chủ đề chính, đó là so sánh hai đôi dép chạy bộ của Isangdan và của Goja. Về thương hiệu thì Isangdan đã là một thương hiệu khá là nổi tiếng trong cộng đồng chạy bộ của chúng ta khoảng vài năm trở lại đây, có nguồn gốc xuất xứ từ Đài Loan. Còn với Goja thì là một thương hiệu mới của Việt Nam, và đôi dép chạy bộ này cũng là đôi đầu tiên mà hãng sản xuất loại dép chạy bộ các bạn nhé. Về thiết kế form dáng thì cả hai đôi dép này cũng đều khá là giống nhau. Chúng ta sẽ đều có kiểu dáng là quai hậu, bo phần gót và phía sau. Và hai đôi dép này thì cũng đều ôm sát theo phần bàn chân của chúng ta. Nhưng tuy nhiên mình thấy rằng phần đế của đôi Goja thì sẽ có phần dày hơn so với của Isangdan. Bây giờ thì mình sẽ so sánh độ dày của phần đế. Đầu tiên sẽ là đôi dép của Isangdan. Thì như mình đo được ở đây thì phần đế này sẽ dày khoảng tầm hơn 3 cm một chút, khoảng 3,2 cm. Mình có thể làm tròn là 3 cm đi, do có phần quai này chèn lên một chút. Tiếp theo thì mình sẽ chuyển qua đôi dép của Goja. Với đôi dép của Goja thì có vẻ sẽ là dày hơn khoảng 1 cm so với của Isangdan, xấp xỉ là khoảng 4 cm các bạn nhé. Bây giờ thì mình sẽ so sánh trọng lượng của hai đôi dép này. Đầu tiên với đôi Isangdan size 37, tức là sẽ tương đương với size 39 của chúng ta hay đi, thì trọng lượng một bên sẽ là khoảng 94g.
Tiếp theo thì sẽ là đôi dép của Goza. Hiện tại mình đang có size 40, nhưng mà do size 38, 39 rất chặt cho nên mình bắt buộc phải đi size 40 rộng hơn một chút, thì trọng lượng sẽ là khoảng 135g. Về chất liệu thì cả hai đôi dép này của chúng ta đều được đúc nguyên khối từ hạt nhựa Eva có nguồn gốc xuất xứ từ Đài Loan. Nhưng mình thấy rằng về độ hoàn thiện có vẻ như Isangdan làm tốt hơn tương đối so với của Goza. Với đôi dép của Goza thì các phần đường viền, ba via vẫn còn khá là nhiều và không được cắt gọt một cách kỹ lưỡng. Còn với Isangdan thì tất nhiên là cũng không hoàn hảo 100%, nhưng về độ hoàn thiện thì mình thấy rằng sẽ tốt hơn tương đối so với của Goza. Và nếu để chấm điểm thì mình sẽ cho Isangdan khoảng 8,5 trên 10. Còn của Goza thì có lẽ sẽ chỉ được khoảng 7 cho đến 7,5 thôi các bạn nhé. Tuy nhiên thì về độ hoàn thiện của phần đường viền này, mình nghĩ là do tay nghề của công nhân thôi. Và Goza là một thương hiệu mới, cho nên có lẽ phần tay nghề kinh nghiệm của công nhân chưa được cao cho lắm. Và chắc chắn là sẽ được hoàn thiện dần theo thời gian. Nhưng có một điểm nữa mình thấy rằng mặc dù cả hai đôi dép này đều được đúc từ hạt nhựa Eva, nhưng có vẻ như là công nghệ đúc của Isangdan sẽ có mật độ hạt nhựa nén cao hơn so với của Goza. Và khi mình cầm hai đôi dép này trên tay thì mình thấy rằng phần nhựa ở trên Isangdan cầm khá là chắc chắn. Còn với của Goza thì mình sẽ có cảm giác nó hơi xốp xốp một chút và không được cao cấp cho lắm. Về độ êm và bật nảy của phần đế thì do Goza có độ dày cao hơn, cho nên chắc chắn đôi dép này của chúng ta cũng sẽ êm hơn so với của Isangdan. Nhưng về độ bật nảy và trả lực thì mình thấy rằng đế của Isangdan lại làm tốt hơn so với của Goza. Và ngoài ra thì mình thấy rằng khi sử dụng dép của Isangdan, khi mình tiếp đất thì sẽ cho cảm giác chắc chân hơn, có cảm giác tốt hơn. Còn với của Goza, do có độ lún khá là cao, cho nên khi mới sử dụng đôi dép này, chúng ta sẽ có cảm giác phần đế này nó hơi chồng chành một chút và sẽ cần thời gian khoảng 1 đến 2 tuần để làm quen với phần đế này. Ngoài ra thì với đôi dép của Goza thì sẽ có thêm một vấn đề nữa, đó là hơi khó khăn trong việc chọn size chân nhỏ dưới 40, bởi vì với Goza thì những size 34, 35, 36, 37 và 38, 39 hãng lại gộp làm một. Và bình thường thì mình đi size dép là 39, cho nên ở lần đầu tiên mình chọn mua là size 38, 39 thì nó lại khá là chặt. Và khi mình đổi sang size 40 thì nó lại khá là rộng. Mặc dù mình có sử dụng thêm một đôi tất xỏ ngón nữa thì nó vẫn hơi rộng. Do đó thì khi chạy bộ mình sẽ có cảm giác nó hơi bị nhức gót một chút. Đặc biệt là khi mình vào những khúc cua hoặc là quay đầu 180 độ thì mình thấy phần gót này nó không được chắc chân cho lắm. Và hay như là mình sẽ gặp hiện tượng là hơi bị trượt gót so với phần đế này. Về độ bền thì do cả hai đôi dép này của chúng ta đều sử dụng công nghệ đúc nguyên khối, cho nên các bạn hoàn toàn yên tâm về độ chắc chắn. Hay như cả phần quai này, mình có thử giật rất là mạnh nhưng nó cũng không hề bị đứt, cho nên các bạn hoàn toàn có thể yên tâm là sử dụng chạy bộ ở những pay tốc độ cao như là pay 3 hay là pay 4 chẳng hạn. Hay như mình có nói ở phần trên là chúng ta có thể sử dụng để đi chạy trêu thì vẫn hoàn toàn ổn các bạn nhé. Về phần đế mình thấy rằng có vẻ như đôi dép của Goza nhanh mòn hơn một chút so với của Isangdan. Như trên hình các bạn có thể thấy, phần gai đế của đôi dép Isangdan vẫn còn khá là rõ ràng. Còn với đôi dép của Goza thì đã mòn đi một cách tương đối rồi. Và có một điểm nữa mà mình chưa nhắc đến, đó là hai đôi dép này của chúng ta đều là dạng xỏ ngón. Cho nên nếu như bạn nào mà chưa quen sử dụng loại dép này thì ở những lần chạy đầu tiên chắc chắn chúng ta sẽ gặp hiện tượng đó là hơi bị đau phần khe ngón chân cái một chút. Và chúng ta có thể sử dụng một đôi tất chạy bộ chẳng hạn để khắc phục điều này. Và ngoài ra thì với đôi tất chạy bộ nó cũng sẽ làm giảm bớt ma sát phần chân của chúng ta với thành dép. Và khi các bạn chạy lâu thì cũng sẽ không bị ma sát nhiều và gây ra hiện tượng là bị rát chân đâu nhé. Cuối cùng là về mức giá thì với Isangdan chúng ta sẽ có mức giá loanh quanh khoảng gần 600.000 đồng. Còn với Goza thì hiện tại đang được bán là khoảng xấp xỉ 400.000 đồng. Như vậy thì sự chênh lệch 200.000 đồng sẽ chủ yếu đến từ về độ hoàn thiện của hai đôi dép này. Và phần đế thì cũng sẽ có sự chênh lệch một chút. Với Goza của chúng ta thì sẽ có phần đế êm hơn, nhưng độ bật nảy thì lại không được bằng như của Isangdan. Và Isangdan thì về công nghệ đúc thì sẽ cho chúng ta cảm giác có độ chắc chắn và cao cấp hơn một chút so với của Goza. Như vậy thì với các bạn thì sẽ lựa chọn đôi dép nào, Isangdan hay là Goza? Riêng với bản thân mình thì sẽ sử dụng song song cả hai đôi dép này. Với Isangdan thì là một thương hiệu dép do bên mình cung cấp
Và nếu như các bạn quan tâm đến sản phẩm này thì các bạn có thể click vào link mua hàng, mình sẽ để ở trong phần mô tả của video. Còn với Goja thì là một thương hiệu của Việt Nam và mức giá thì cũng khá là rẻ, cho nên chúng ta cũng có thể hoàn toàn mua để trải nghiệm và ủng hộ thương hiệu Việt phát triển trong thời gian sắp tới các bạn nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.